Nay em xin phép giới thiệu đến toàn thể anh em một con vang Shih Tzu khá là đẳng cấp. Đây, con này nó có tên là IS sao, nhưng mà thực chất thì con này tí nữa anh em nhìn ruột rồi thử đoán giúp em xem nó là con vang gì nhá. Đây là cái bề mặt của nó rất đẹp, còn mới như mới luôn. Đây anh em nhìn con chip này là anh em mới đoán ra này, Analog Device ADSP 21375 nhá. Đây cũng là một con analog device này. Đấy. Đấy, anh em nhìn như này, chip này là chip khá to nhá. Đấy, chip to này. Đấy. Tụ cũng là tụ xịn Rubicon của Nhật này. Đấy. Đấy, hãng Shiso. Con này nó quá chất luôn, nó là hàng bãi xịn của China luôn chứ không phải hàng nhập khẩu. Đấy là một cái gợi ý với anh em. Anh em nào mà yêu nó mà biết nó thì đam mê thì alo trực tiếp cho em nhá. Ok, mặt sau này, cổng quang đầy đủ. 4 cổng mic. Các cổng đầy đủ rất đẹp. Rồi. Đấy. Anh em chiêm ngưỡng này. Con này nó còn quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Tiếng cực hay. Tụ gắn đeo tăm tắp luôn. Hàng xịn nó phải khác ấy. Tất cả các con ốc vẫn còn nguyên dấu này. Đấy. Ngon lành cành đào. Giá rất đẹp cho anh em nào. Nhanh tay bốc. Alo em nhá.